sát Sony CMT M100, ngoại hình xấu, máy móc không nguyên zin nha, con này nó bị cái tưng rồi, nó bị tào lao xíu mụi rồi nha, thấy nó bị mát thì nó nhảy loạn cào cào hết trơn nè, quý khách thấy không? Bấm này còn đi nè. Nó tuôn hay gì vậy? Nó nghe gồ gồ trống á. Chết bằng. Họ ra họ không. Không vô. Tuôn cái gì vậy? Rồi, nói chung là em bán xác bạn này 100 ngàn nha. Này là bị ai chế gì tùm lum chân đây rồi. Dây lo, à cái này không có dây lo, ai câu dây lo ra luôn rồi nè. Rồi, nó bị mát rồi nên em cũng không có thử được âm thanh nha. Bán sát 100 ngàn, rất là nặng nha. Con này chắc có 4-5kg á. Rồi, anh em cô chú nào muốn lấy đầu từ, đầu đĩa, mắt hay là sát hay là gì đó, lấy được gì thì lấy ha. Cái này em bán sát nha. Bán không hay bán đồ sẽ được nha. Cái dây không cũng vài chục ngàn rồi, hả? Không có lý. Rồi, quý khách cô chú anh chị em nào có nhu cầu mua, xài, liên hệ em qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger, TikTok qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi một lần nữa xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.